Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Điện Máy Xây Dựng Đăng Nga. Trên tay tôi là hai con máy cắt tường một lưỡi của hãng Cao Quang có mã CVK1332 và CVK1336. Hai con máy cắt này là hai con máy cắt đang được khá là nhiều anh em thợ điện nước sử dụng. Nó có rất nhiều điểm mạnh nhưng cũng không thể tránh khỏi những điểm yếu. Một trong những điểm yếu của nó đó chính là cái phần bộ chụp bảo vệ. Cái phần bộ chụp bảo vệ của nó được làm bằng nhôm cho nên là nó rất hay bị gãy khi anh em va đập nó vào đâu đó, hoặc là có thể siết chặt cái này quá tay thì nó cũng bị trờn gen hoặc bị gãy. Đặc biệt là trong một thời gian dài sử dụng con máy cắt này thì chắc chắn cái phần cổ nhôm này của nó sẽ bị mòn và nó sẽ bị lỏng khi ôm vào cái máy cắt. Cái điều này là điều rất khó khắc phục. Cho nên trong video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chương trình khuyến mại đặc biệt về cái bộ chụp này. Hiện tại cái bộ chụp này với giá trên thị trường của nó là 300.000. Thì trong video này tôi sẽ để cho anh em với cái giá là 200.000, đã có phí ship anh em nhé. Với 200.000 thì anh em có một cái bộ chụp của máy cắt 1336 có thể cắt được góc, và thêm vào đó là một cái đầu nước có hai cái vòi. Hai cái vòi này anh em sẽ lắp được ở hai bên để cắt nước nó sẽ không bị ướt. Cái bộ chụp này nó có thể lắp vừa máy cắt tường Cao Quang 1332 và máy cắt tường Cao Quang 1336 và một số cái loại máy cắt tường con chuột dạng cầm tay, nhưng không phải máy nào cũng vừa đâu anh em nhé. Anh em phải lưu ý nó chỉ vừa với cái trục 43 hoặc 42 thôi, cho nên là nếu như anh em mua vào máy cắt con chuột thì anh em phải lưu ý chưa chắc nó đã vừa đâu. Hiện tại trong kho của chúng tôi chỉ còn có 9 cái bộ chụp này tồn kho. Và đây cũng là chương trình mà chúng tôi đang thực sự rất muốn hỗ trợ những anh em nào mà đương hỏng cái bộ chụp này. Cho nên nếu như anh em nào có nhu cầu thì xin hãy để lại số điện thoại ở phần bên dưới phần bình luận để chúng tôi có thể gửi ngay cho anh em. Anh em lưu ý chỉ có 9 bộ thôi, hãy nhanh tay. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.